11. Phẩm ma sự. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Thế Tôn dạy các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, là khi tu thiện pháp, có các việc ma xảy ra. Thế nào là việc ma của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn diễn nói pháp yếu, nhưng biện luận lâu mới phát sanh, thì Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Hoặc vừa diễn nói pháp yếu, biện luận sanh liền, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Hoặc nói pháp yếu, biện luận sanh quá mức, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Hoặc điều muốn nói chưa hết bèn ngưng, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Hoặc nói pháp yếu ngôn từ lẫn lộn, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Hoặc nói pháp yếu ngôn từ gián đoạn, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Hoặc khi nói pháp, các việc ngang trái khởi lên làm cho điều muốn nói chẳng được vừa lòng, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát chi biên chép vân vân kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì hoặc uốn mình ợ ngáp, hoặc cười giỡn với nhau, hoặc khinh chê lẫn nhau, hoặc thân tâm dao động, hoặc thất niệm tán loạn, hoặc văn cú đảo ngược, hoặc lầm lẫn nghĩa lý, hoặc tâm chẳng được thấm nhuần vị ngon chất bổ, nên sanh nhàm chán xả bỏ, hoặc việc ngang trái chợt phát sanh, hoặc trái chống lẫn nhau. Do những việc như thế, việc làm chẳng thành tựu, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi nghe thuyết kinh tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc nghĩ ta ở trong đó chẳng được nhận thọ ký thì nghe làm gì, hoặc nghĩ trong đó chẳng nói đến tên của chúng ta thì nghe làm gì, hoặc nghĩ trong đó chẳng nói thành ấp xóm làng nơi sanh quán của chúng ta thì nghe làm gì. Do những duyên này, tâm không thanh tịnh, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, nhàm chán bỏ đi, không có lòng quyến luyến đoái tưởng, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Thiện hiện nên biết, nếu các Bồ Tát khi nghe thuyết kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không thanh tịnh, nhàm chán bỏ đi, thì theo chỗ người kia đã khởi tâm không thanh tịnh nhàm chán bỏ kinh này, cất bước chân đi nhiều hay ít, bèn giảm chừng ấy kiếp số công đức, bị chừng ấy kiếp số tội chướng ngại bồ đề. Chịu tội kia xong, phải trở lại chừng ấy thời gian phát tâm siêng năng tinh tiến tu hạnh Bồ Tát mới có thể phục hồi lại như xưa, thế nên gọi đó là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát xả bỏ kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể đưa đến trí nhất thiết trí, trở lại học các kinh điển khác, tùy thuận nhị thừa, chẳng thể đưa đến trí nhất thiết trí, xả bỏ cội gốc, vin theo nhánh lá, thì Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Vì sao? Vì kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể phát sanh công đức thủ thắng thế gian xuất thế gian của Bồ Tát, do đó có thể đưa đến trí nhất thiết trí. Nếu học kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chính là học công đức thủ thắng thế gian xuất thế gian của Bồ Tát, mong có thể đưa đến trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, như con chó đói ngu ngốc bỏ chủ nuôi lại đi theo kẻ tôi tớ mà cầu kiếm ăn, cũng thế tương lai có các Bồ Tát bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa, hạng ngu si này bỏ gốc tìm ngọn, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, ví như có người muốn xem vóc dáng lớn nhỏ loại hình tốt xấu của hương tượng, gặp được hương tượng chẳng xem, lại tìm dấu chân của nó, nên biết loại người như thế rất là ngu si. Cũng vậy, tương lai có các Bồ Tát bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tìm học kinh điển tương ưng với nhị thừa, hạng ngu si này bỏ gốc tìm ngọn, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, ví như có người vì tìm ngọc báu nên ra tới biển lớn, đến được bờ biển không vào biển lớn, lại xem xét dấu chân trâu, nghĩ lượng sâu rộng của nước trong biển cả đâu bằng đây, trong đây lẽ đáng cũng có các ngọc báu, nên biết hạng người như thế rất là ngu si. Cũng vậy, tương lai có các Bồ Tát bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tìm học kinh điển tương ưng với nhị thừa, hạng ngu si này bỏ gốc tìm ngọn, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, như có thợ khéo hoặc học trò của ông ta muốn tạo cung điện lớn như cung điện thù thắng của trời Đế Thích, thấy cung điện kia xong nhưng lại làm theo mô hình cung điện Nhật Nguyệt, nên biết hạng người như thế rất là ngu si. Cũng vậy, tương lai có các Bồ Tát bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tìm học kinh điển tương ưng với nhị thừa, hạng ngu si này bỏ lớn tìm nhỏ, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí.
Lại nữa thiện hiện như có người muốn thấy chuyển luân thánh vương, thấy rồi chẳng nhận biết bỏ đi nơi khác. Thấy vua nước nhỏ xem xét hình tướng của vua đó và nghĩ, hình tướng uy đức của chuyển luân thánh vương đâu hơn người này, nên biết người đó rất là ngu si. Cũng vậy, tương lai có các Bồ Tát Bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tìm học kinh điển tương ưng với nhị thừa, hạng ngu si này bỏ hơn tìm kém, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện như có người đói được bữa ăn ngon có trăm vị, lại bỏ đi tìm cầu cơm của loại lúa 60 ngày, nên biết người kia rất là ngu si. Cũng vậy, tương lai có các Bồ Tát Bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tìm học kinh điển tương ưng với nhị thừa, hạng ngu si này bỏ hơn cầu kém, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện như có người nghèo được ngọc báu vô giá bỏ không lấy mà trở lại lấy thủy tinh, nên biết người đó rất là ngu si. Cũng vậy, tương lai có các Bồ Tát Bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tìm học kinh điển tương ưng với nhị thừa, người ngu si đó bỏ hơn lấy kém, chẳng bao giờ có thể đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện có các Bồ Tát hoặc ngay khi biên chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiều biện luận bỗng phát sanh, ưa nói vô số pháp môn sai khác, làm cho biên chép vân vân không được hoàn tất, thì Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể biên chép được chăng? Thế Tôn bảo thiện hiện, chẳng được. Nếu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, khi biên chép vân vân kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ, ta dùng văn tự biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn tự như chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nương văn tự chấp có Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Bấy giờ nên dạy Bồ Tát kia, ông không nên chấp có văn tự, có thể biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chấp như thế đó là việc ma, nếu bỏ chấp này thì liền bỏ việc ma. Lại nữa thiện hiện, nếu khi các Bồ Tát biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc nghĩ đến cõi nước, thành ấp, vương đô, phương hướng nơi chốn thầy bạn, hoặc nghĩ cha mẹ, vợ con quyến thuộc, bè bạn, vua tôi, hoặc nghĩ trộm cướp, các cầm thú hung dữ, người ác, quỷ ác, hoặc nghĩ nhiều người hội họp, múa hát, dạo chơi, đền ân trả oán, hoặc nghĩ cơm ăn, áo mặc, giường nằm và những của cải khác, hoặc nghĩ ra